Thưa quý vị, mới đây thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định hủy bỏ kết quả trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định tại giải U19 quốc gia 2020 do có biểu hiện nhường điểm, tiêu cực trong bóng đá trẻ. Điều này phần nào làm ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam đang trên đà phát triển trong thời gian gần đây. Vậy thì câu chuyện này đã diễn ra như thế nào? Và ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu cùng với chúng tôi. Trong 2 năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đang gây được ấn tượng rất tốt với liên tiếp những thành tích đáng tự hào ở sân chơi châu lục. Thế nhưng, ở vòng loại giải U19 quốc gia mới đây lại xuất hiện tình trạng cho điểm, thi đấu dưới sức. Điều này làm ảnh hưởng tới không chỉ kết quả trận đấu, mà nó còn ảnh hưởng tới ý thức, tương lai, sự nghiệp của các cầu thủ đang thuộc lứa tuổi U. Các đội cần phải chấn chỉnh lại, đồng thời ban tổ chức giải U19 cần phải siết lại hơn nữa trong công tác tổ chức giải cũng như giáo dục đạo đức cho các động viên và nhắc nhở các đội cần thi đấu tích cực và thi đấu thực chất. Thế còn những biểu hiện khác hơn thì đề nghị các cơ quan chức năng vào điều tra làm rõ, nếu mà xảy ra những hiện tượng tiêu cực mà có chứng cứ thì sẽ xử lý cao hơn. Đá như vậy là tiêu cực, đá như vậy là thiếu tích cực, đá như vậy là không có thực chất. Rõ ràng mà cả huấn luyện viên, cả cầu thủ như thế thì mình nghĩ là trong một cái không khí bóng đá 2 năm vừa rồi nó đang tốt như thế mà lại có một cái thông tin như này thì thật sự là hơi đáng buồn. Sau những thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm vừa qua, VFF đang rất chú trọng cho công tác đào tạo lớp kế cận. Tuy nhiên, những vấn đề tiêu cực ở một giải đấu trẻ như U19 quốc gia đang là hồi chuông cảnh báo về vấn nạn lâu nay vẫn đã bị tàn phá các giải trẻ.